Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh xe hai dầu của em ạ. Lời tên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ví dụ này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mercedes Benz E 180 ạ. Chiếc xe Mercedes hạng E thì nó có 3 phiên bản cho đầu chọn là bản E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG ạ. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes Benz. E180 Đang có chương trình khuyến mại như nào Tìm phép giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ Ok phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miếng của chiếc xe này đang là một Xin lỗi ạ 2 tỷ 050 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho giá đang là 1 tỷ 920 triệu ạ Tức là giảm giá cho anh em là 130 triệu tiền mặt ạ Và ngoài ra sẽ tặng cho thêm là 20 triệu phụ kiện đấy, anh em nhé Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz E180 Lăn máy nội thì đang là 2 tỷ 070 triệu Trả góp thì đang là 556 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 2 tỷ 031 triệu Trả góp thì đang là 516 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 050 triệu Trả góp thì đang là 535 triệu ạ Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mạng như nào Tặng phụ kiện là sao Chi tiết bánh như nào Thì anh mà hãy có điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn mấy em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nha. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz E180 ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m940, rộng là 1m860, còn cao là 1m460 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m939 ạ. Chiếc xe này thì khá là dài, rộng và cay em nha. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Mercedes E180 này Thiết kế nó khá là vuốt, khá là gọn gàng Mượt mà và uyển chuyển ạ Tạo cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới cá lăng ạ Mặt lưới cá lăng của chiếc xe Mercedes E180 này Mặt lưới cá lăng của nó sẽ mặt lưới cá lăng viền xung quanh được mạ chrome Và có hai thanh nhập chrome Ôm trọn lấy logo của Mercedes Tạo ra chiếc xe cảm giác nó được thể thao và sang trọng hơn đấy ạ về cản trước của chiếc xe này có thanh nhập chrome rất là to bản và dài giúp cho chiếc xe cảm giác nó được rộng xe hơn Về cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng đó chính là đèn full led nhá cho cả đèn cốt hay đèn và đấy ạ Và có dài đèn led ban ngày rất là dài giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn nhá Chiếc xe này nó không sử dụng là đèn multi uh, bi led đâu ạ giống như là bản E300 ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về tổng quan lại cho em về phần uh, đầu xe của chiếc xe E180 này thì nó sẽ có tính an toàn về nó sẽ là có tính an toàn và cảm biến sáu mắt em nhá về phần đầu xe đấy ạ đó và có thanh nạp chrome rất là dài giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn ạ tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần uh, sườn xe phần sườn xe của chiếc xe e 180 này thì nó được dập nổi khá là nhiều giúp cho chiếc xe thiết kế cảm giác nó được cứng cáp hơn chắc chắn hơn thể thao hơn ạ tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần bánh xe Máy xe chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm Vành có sẽ là vành à, 5 chấu kép nhá Vành của nó sẽ là vành à, 18 inch đấy ạ à. Có hệ thống phanh ABS này Phân bố được phanh điện tử EBD này Hỗ trợ hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Và rất nhiều tính an toàn nữa nha. Về phần gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu à, Cùng màu thân xe đấy ạ à. Tích hợp thì sẽ là có xi si nha trên gương bằng đèn led ạ à. Nó sẽ có chỉnh điện và gập điện luôn nhá Về có nó sẽ là có thanh nẹp chrome Về phần... À, chân kính chân kính của chiếc xe này sẽ là chân kính trên và chân kính dưới từ thanh đạp chrome giúp cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn dài xe hơn ạ Đấy. về trần xe chiếc xe này nó sẽ là trần trần uh, phẳng nhé sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần uh, uh, tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe nha về mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 10 lít uh, 10,7 lít nhá. Ngoài đô thị đang là 6 lít 48. các đồng trung bình đang là 8 lít 05 ạ. Khá là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe động cơ 1.5. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe Phần đuôi xe của chiếc xe E180 này Thì nó Nó vuốt rất là gọn gàng thiết kế chiếc xe cảm giác nó sang trọng Và lịch lãm hơn ạ Và phần cản sau của chiếc xe này Nó sẽ là có thay nạp chrome Phần đuôi xe này về Nó giúp cho chiếc xe cảm giác nó trường xe hơn Và dài xe hơn ạ về cụm đèn, chiếc xe này nó sử dụng là đèn đèn led nhá, đèn hậu nó sử dụng đèn led đấy ạ. Nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe và lối lên mạch với hai cụm đèn có thanh nẹp chrome. Khá là to bản, giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao và sang trọng hơn đấy ạ. Các tính an toàn về phần đuôi xe chiếc xe này nó sẽ có cảm biến lùi cảm biến lùi 6 mắt em nhé. Đó. Ok tiếp theo sang phần nội uh, thất giới thiệu cho em về nội thất của chiếc xe Mercedes E180 ạ Đây, đây giới thiệu cho em về nội thất nhé Nội thất của chiếc xe này nó sẽ là nội thất màu nó có sẽ hai màu nội thất cho em mời chọn Nội thất màu lâu và màu đen ạ Đây là màu đen nhé Và ghế của chiếc xe này sẽ là ghế da đấy ạ Ghế chỉnh điện ngồi rất là ôm ghế nhé Và ghế chiếc xe này nó sẽ là có nhiều ghế ba vị trí đấy ạ Đây ghế đó đây ghế nhờ, như ghế điện đấy ạ ghế chỉnh điện Tiếp theo giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa Bên cánh cửa của chiếc xe này nó sẽ là Có như sau nó sẽ là có Lên xung kính như bốn cánh cửa để khóa cửa chốt kính này Và nó sẽ có nhớ ghế ba vị trí nhá Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em sang bên uh, hàng ghế thứ hai ạ Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này nó sẽ là giống như hàng ghế đầu tiên Ghế của nó sẽ là ghế uh, uh, Ghế bọc da Màu sẽ là màu đen nhá Đó. Ngồi hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi và thoải mái đấy ạ Ok rồi đi sâu trong giới thiệu cho em về chi tiết hơn ạ Giới thiệu cho em về tổng quan về uh, bên uh, và cái ghế đầu tiên Đầu tiên vô lăng, vô lăng có rất là vô lăng ba chấu ạ Tức là trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay ạ Điều chỉnh âm lượng Có cả cruise control, đó chính là ga tự động đấy ạ Về túi khí bạn này nó sử dụng đó chính là 7 túi khí anh em nhá Về bảng hồ tắp lô của chiếc xe này nó sử dụng bảng hồ tắp lô 12,3 inch đấy ạ Và lối liên mạch với uh, uh, um, màn hình giải trí ạ Màn hình giải trí của nó cũng là màn hình cảm ứng 12,3 inch nhá. Có điều khiển bằng giọng nói đấy ạ. Về hệ thống điều hòa của chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ạ, cho bên ghế lái và bên ghế phụ nhá. Và các cửa gió điều hòa của nó cũng được các thanh nẹp chrome giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn đấy ạ. Đó, các cửa gió điều hòa của chiếc xe này có rất nhiều cửa gió điều hòa anh em nhá. Còn đây là các cái uh, bên không gian bên trong rất là sang trọng và lịch lãm đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần hộp số á. Hộp số của chiếc xe này nó sử dụng nó chính là hộp số tự động 9 cấp nhá. Hộp số tự động 9 cấp đấy ạ, có phanh tay điện tử đấy ạ. Đó. Và nó sẽ có cổng sạc điện thoại thông minh IQ nhá. Hàng ghế thứ hai thích hợp thêm đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần động cơ ạ. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 ạ. Với công suất cực đại nó đang là 156 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 250 Nm trên chỗ 4000 vòng trên phút anh em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về các tính năng an toàn ạ. Các tính an toàn có như sau: có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, hệ thống chống trượt khi tăng tốc ạ, hệ thống ổn định thân xe ạ. Và nó sẽ có cả mấy lùi này, camera lùi này, hệ thống lốp rồi sử dụng là lốp lăn run, run flat anh em nhé Dây an toàn 3 điểm đấy ạ Và rất nhiều tính an toàn nữa nha Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có các màu cho anh em lựa chọn như sau Có màu đen như mình đang xem đấy ạ Màu trắng, màu đỏ Về con màu nội thất của nó sẽ có màu như là màu đen Và màu lâu em nhá Ok vậy video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe Tổng năm bánh Chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes E180 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mercedes Cũng như các xe khác nhau Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Cũng như rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam Để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe Bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam Thì anh em hãy comment phía dưới nhé để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ Còn em mà chưa đăng ký kênh của em Thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe Tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép em sẽ dừng video ở đây Chúc anh em một ngày vui vẻ Và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ